Xin chào mừng quý khán giả đã đến với chương trình đặc biệt chào đón trận chung kết FIFA World Cup 2022 của Đài Truyền Việt Nam. Chúng ta đã có một giải đấu thực sự hấp dẫn, mang lại rất nhiều cảm xúc cho người hâm mộ đến lúc này. Và có lẽ những gì đã diễn ra đủ để tạo ra sức nóng của buổi tối ngày hôm nay. Một buổi tối diễn ra trận chung kết giữa Argentina và đội tuyển Pháp. Một trận đấu mà người ta đã nói rằng sẽ có khoảng 4 tỷ người trên thế giới sẽ theo dõi cuộc đối đầu này. Và màn chào đón sôi động của chúng tôi với 32 cô gái đến từ chương trình Nóng Cùng FIFA World Cup đã mang lại một bầu không khí mà như những gì mà chúng ta đã được trải nghiệm trong suốt một tháng vừa qua. Và có lẽ tôi tin rằng là trong một tháng vừa qua, rất nhiều miền ký ức của quý vị đã đọng lại về kỳ FIFA World Cup lần này. Và bây giờ sẽ là thời điểm mà chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng du hành thời gian để cùng nhìn về những khoảnh khắc đáng nhớ nhất